trong một quãng đường thi của tôi vừa qua đó thì thực sự mà nói là có những lúc mà tôi rất là rơi vào một cái hoàn cảnh là tôi cũng sợ là mình sẽ thất bại. Thất bại không phải là cái gì, nhưng mà thất bại là ở cái điểm là mình nó bị tâm lý rất là nặng. Khi mà tâm lý nặng thì mình sẽ không có có thể phát huy được hết những cái mà mình trong ẩm thực, trong khi nấu nướng. Bởi vì tâm lý nó nặng đó, thì cái khi nấu nướng của mình nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều, mình không có phát huy được. Cho dù mình biết đó, cái khi mà xong rồi thì mình mới nghĩ tại sao mình không nấu như vậy, tại sao mình không làm như vậy, bây giờ mình làm như vậy. Thế nên là cái áp lực đó nó làm cho tôi nhiều đôi lúc mình sẽ bị rơi vào cái như là kết quả đó. Và cái kết quả là cái mà nó làm cho mình một cái sức cản rất là nặng. Ví dụ như là tại sao cái món rất là dễ, một cái đề bài rất là dễ mà tại sao tôi không làm được như vậy. Tôi nghĩ trong hai người giữa tôi và anh Hòa thì tôi nghĩ tôi là người có cái cảm giác rằng là mình sẽ một cái lúc nào đó mình sẽ phải dừng cuộc chơi, mình sẽ phải rời khỏi cuộc thi MasterChef nhiều hơn người còn lại là anh Hòa. Bởi vì từ những vòng đầu, do áp lực tôi tự đặt ra cho bản thân cũng như là vì cái sự thiếu kinh nghiệm của mình do tuổi trẻ, do đó tôi đã gặp nhiều rắc rối trong những cái phần thi của mình, đặc biệt là những phần thử thách loại người. Những cái phần không loại thì ok, làm cũng tốt, không vấn đề gì. Nhưng mà những cái phần thử thách loại người thì tôi làm khá là tệ ở những vòng đầu. Và đặc biệt trong cái vòng mà phải làm lại một món ăn do sếp phải thực hiện. Và tôi cảm thấy lần đó tôi đã tự nhủ trong đầu mình rằng là khi vừa dọn thức ăn ra đĩa là tôi đã phải tự nhủ trong đầu rằng là thôi rồi, ngày hôm nay mình out rồi, mình sẽ phải về. Tại vì thứ nhất là một cái thử thách trước đó, thử thách loại người trước đó, tôi cũng là người an toàn sau cùng. Và ở thử thách này thì tôi lại phạm phải một cái sai lầm là tôi đã thiếu mất một cái thành phần, tôi đã không tập trung, thiếu mất một thành phần quan trọng để làm cho món ăn có thể thành hình được. Và điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy rất là đau đớn cái điều. Tại vì món ăn đó thực ra anh Thanh Hòa đã chọn cho tôi một món ăn mà tôi biết rằng là nằm trong khả năng của mình, tôi có thể làm được món ăn đó hoàn hảo. Và thậm chí là tôi nghĩ rằng nếu mà tôi tập trung hơn thì tôi có thể có món ăn ngon nhất trong ngày. Tuy nhiên chỉ vì một số sơ suất nhỏ ở phút cuối cùng và tôi đã không thể hoàn thiện được. Và lúc đó thì bày dĩ thức ăn ra là tôi đã biết chắc rằng là mình sẽ gặp nguy hiểm ngày hôm nay. Và tôi nghĩ lúc đó tôi tự nhủ trong đầu và tôi cũng nói với một số thí sinh khác là ok, if I need to, anyway. Và tôi đã chuẩn bị để đối mặt với chuyện đó. Không ngờ là mình cũng cỡ ở đây.